Tuần mới với những câu chuyện mới. Tuần mới gặp gỡ những nhân vật mới. Hãy bắt đầu một tuần mới đầy hứng khởi với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chào tuần mới. Chào tuần mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đây chính là board game, là trò chơi đang được giới trẻ Hải Phòng vô cùng ưa thích và quan tâm. Vậy thì board game là gì? Chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong chương trình Chào tuần mới lần này nhé. Board game là một dạng trò chơi tương tác trực tiếp giữa hai hay nhiều người với nhau thông qua xúc xắc, bàn cờ, quân cờ hay là thẻ bài. Board game là một trò chơi trí tuệ. Chơi board game là một thú vui và rất gần gũi vì board game không phân biệt là trẻ gái trai, ai ai cũng phù hợp để chơi. Thì thường khi nhắc đến từ game, bố mẹ hay là các cô chú của chúng ta thì thường không có ý niệm không tốt về game. Và cái điều đó là sai hoàn toàn đối với board game. Bởi vì board game đem đến một sự tư duy, đem đến sự tương tác rất lớn giữa các bạn. Và có thể mình địa đảm bảo ngay chính bản thân tôi đây cũng là, bản thân tôi cũng là cắt bỏ được cái điện thoại, sử dụng điện thoại khi sử dụng trước mặt người thân rất là nhiều. Ví dụ như ông cha ta hay ngày xưa dân gian thường chơi những cái trò chơi như là cờ tướng, cờ vua, cờ tỷ phú hay cờ cá ngựa. Đấy là những dòng board game truyền thống của Việt Nam. Và hiện tại giờ mình mang đến cho Hải Phòng cũng như giới trẻ hiện của Hải Phòng những board game hiện đại hơn của nước ngoài, của các nước châu Âu và châu Mỹ. Tư duy và logic hơn rất là nhiều. Board game có nhiều thể loại phù hợp với tập thể như là gia đình hay là bạn bè. Đã chơi board game được đến tầm 1 năm rưỡi rồi ạ. Em thấy board game rất là vui và mang tính tương tác cao. Là một thú vui rất là có ích. Từ khi biết và được chơi board game thì em cảm thấy khả năng tư duy của mình được nâng cao nhiều hơn. Và cũng chính nhờ điều đó mà đã giúp ích rất nhiều cho việc học tập của em. Và nhưng tuy nhiên thì em cũng cảm thấy là không quá xa đà vào việc chơi board game mà chỉ chơi vào những lúc có thời gian rảnh rỗi hoặc sau giờ học. Nói với tất cả các bạn trẻ mà chưa từng chơi board game, một điều là các bạn nên chơi board game thử một lần, bởi vì chắc chắn các bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình rất là nhiều, kể cả tầng lớp, không chỉ riêng lớp trẻ mà còn là các cô, các chú hay là ông bà chúng ta ngày nay. Thường thì em sẽ chỉ dành đến tầm từ 30 phút cho đến 1 tiếng để chơi board game. Và bình thường thì gia đình em, bố mẹ em cũng rất là thích chơi. Và có những lúc mà cả gia đình sẽ cùng ngồi lại và chơi với nhau. Và em cảm thấy những lúc như thế thì rất là vui và không còn cảm thấy căng thẳng sau mỗi giờ học. Cả làng nghĩ ai là sói, giơ tay lên phía trước. 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn nghĩ ai là sói, các bạn chỉ tay người ấy nhá. Nghĩ đứa nào, các đứa nào chạy em vừa chạy được luôn. 1, chết chạy. Game chính là sự lựa chọn tuyệt vời để mọi người có thể gắn kết với nhau, để có thêm thời gian vui vẻ và ý nghĩa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Chào tuần mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đừng quên bật kênh THP vào thứ hai hàng tuần tại các khung giờ 6:30, 13:45 và 20:20 để cùng đón xem chương trình nhé. Còn rất nhiều trải nghiệm đang chờ đợi quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.